Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn đã nói, sự tùy hỷ hồi hướng của thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy là tối thắng, là tôn quý, là cao siêu, là vi diệu, là cao cả, là không gì trên, không gì bằng, không gì hơn. Bạch Thế Tôn, vì sao Ngài nói tùy hỷ hồi hướng ấy là tối thắng, là tôn quý, là cao siêu, là vi diệu, là cao cả, là không gì trên, không gì bằng, không gì hơn? Phật dạy, này thiện hiện, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, đối với khắp cả các thiện căn của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, thanh văn độc giác, Bồ Tát và tất cả các hữu tình khác ở quá khứ, vị lai, hiện tại trong 10 phương thế giới, chẳng thù chẳng xả, chẳng kiêu căng, chẳng khinh miệt, chẳng phải có sở đắc, chẳng phải không sở đắc, lại biết các pháp là không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, không tăng, không giảm, không khứ, không lai, không tụ, không tán, không nhập, không xuất. Nghĩ như thế này, như các pháp trơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, ở quá khứ, vị lai, hiện tại kia, ta cũng tùy hỷ hồi hướng như thế. Này thiện hiện, ngang bằng sự phát khởi tùy hỷ hồi hướng của Đại Bồ Tát ấy, thì ta nói là tối thắng, là tôn quý, là cao siêu, là vi diệu, là cao cả, là không gì trên, không gì bằng, không gì hơn. Này thiện hiện, sự tùy hỷ hồi hướng như thế hơn các sự tùy hỷ hồi hướng khác gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lần, gấp ức lần, gấp trăm ức lần, gấp ngàn ức lần, gấp trăm ngàn ức lần, gấp vô số trăm ngàn ước lần, gấp bội số, bội toán, bội tính, bội dụ, cho đến bội cực số. Vì vậy nên ta nói sự phát khởi tùy hỷ hồi hướng như thế là tối thắng, là tôn quý, là cao siêu, là vi diệu, là cao cả, là không gì trên, không gì bằng, không gì hơn. Lại nữa thiện hiện, trụ Bồ Tát thừa, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với tất cả thiện căn tương ưng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở quá khứ, vị lai, hiện tại, trong 10 phương thế giới có được, ở khoảng giữa, từ sơ phát tâm đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân nhiệm màu, sau khi nhập vô dư y niết bàn cho đến pháp diệt, hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn, hoặc vô lượng vô biên Phật Pháp, hoặc thiện căn công đức của các thanh văn độc giác Bồ Tát, hoặc ba sự nghiệp phước đức là thí tánh, giới tánh, tu tánh, và các thiện pháp khác của các hữu tình khác, nhóm tụ cân nhắc suy lường, phát khởi ngay tâm tùy hỷ hồi hướng không điên đảo, nên nghĩ thế này. Như giải thoát sắc cũng như vậy, như giải thoát thọ tưởng hành thức cũng như vậy, như giải thoát nhãn xứ cũng như vậy, như giải thoát nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng như vậy, như giải thoát sắc xứ cũng như vậy, như giải thoát thanh hương vị xúc pháp xứ cũng như vậy, như giải thoát nhãn giới cũng như vậy, như giải thoát sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy, như giải thoát nhĩ giới cũng như vậy, như giải thoát thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy, như giải thoát tỷ giới cũng như vậy, như giải thoát hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy, như giải thoát thiệt giới cũng như vậy, như giải thoát vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy, như giải thoát thân giới cũng như vậy, như giải thoát xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy, như giải thoát ý giới cũng như vậy, như giải thoát pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy, như giải thoát địa giới cũng như vậy, như giải thoát thủy hỏa phong không thức giới cũng như vậy, như giải thoát vô minh cũng như vậy, như giải thoát hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng như vậy, như giải thoát bố thí ba la mật đa cũng như vậy, như giải thoát tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa cũng như vậy, như giải thoát pháp không nội cũng như vậy, như giải thoát pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng như vậy, như giải thoát chân như cũng như vậy, như giải thoát pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ cũng như vậy,
như giải thoát thánh đế khổ cũng như vậy, như giải thoát thánh đế tập diệt đạo cũng như vậy, như giải thoát bốn tịnh lự cũng như vậy, như giải thoát bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng như vậy, như giải thoát tám giải thoát cũng như vậy, như giải thoát tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ cũng như vậy, như giải thoát bốn niệm trụ cũng như vậy, như giải thoát bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng như vậy, như giải thoát pháp môn giải thoát không cũng như vậy, như giải thoát pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng như vậy, như giải thoát năm loại mắt cũng như vậy, như giải thoát sáu phép thần thông cũng như vậy, như giải thoát mười lực Phật cũng như vậy, như giải thoát bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng như vậy, như giải thoát pháp không quên mất cũng như vậy, như giải thoát tánh luôn luôn xả cũng như vậy, như giải thoát trí nhất thiết cũng như vậy, như giải thoát trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng như vậy, như giải thoát tất cả pháp môn Đà La Ni cũng như vậy, như giải thoát tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng như vậy, như giải thoát giới uẩn cũng như vậy, như giải thoát định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn cũng như vậy, như giải thoát tất cả pháp ở quá khứ, vị lai, hiện tại cũng như vậy, như giải thoát tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở quá khứ, vị lai, hiện tại trong mười phương thế giới cũng như vậy, như giải thoát tất cả Bồ Đề Niết Bàn của Phật cũng như vậy, như giải thoát vô số vô lượng vô biên Phật pháp cũng như vậy, như giải thoát tất cả đệ tử Phật cũng như vậy, như giải thoát tất cả các căn thành thục của đệ tử Phật cũng như vậy, như giải thoát bát Niết Bàn của tất cả đệ tử Phật cũng như vậy, như giải thoát tất cả các pháp của đệ tử Phật cũng như vậy, như giải thoát tất cả độc giác cũng như vậy, như giải thoát các căn thành thục của độc giác cũng như vậy, như giải thoát tất cả bát Niết Bàn của độc giác cũng như vậy, như giải thoát tất cả các pháp của độc giác cũng như vậy, như giải thoát tất cả pháp tánh của Như Lai ứng chánh đẳng giác và đệ tử độc giác của Phật cũng như vậy, như giải thoát tất cả hữu tình cũng như vậy, như giải thoát tất cả pháp tánh cũng như vậy, như giải thoát tất cả tùy hỷ hồi hướng cũng như vậy, như các pháp tánh không trói, không mở, không nhiễm, không tịnh, không bắt đầu, không chấm dứt, không sanh, không diệt, không thủ, không xả, ta đối với thiện căn công đức như thế khởi ngay sự tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Tùy hỷ như vậy chẳng phải là năng tùy hỷ, không phải là sở tùy hỷ. Vì hồi hướng như thế chẳng phải là năng hồi hướng, không phải là sở hồi hướng. Vì đã khởi sự tùy hỷ hồi hướng như thế nên chẳng phải là chuyển, chẳng phải dứt, không sanh diệt. Này thiện hiện, sự tùy hỷ hồi hướng của Đại Bồ Tát ấy là tối thắng, là tôn quý, là cao siêu, là vi diệu, là cao cả, là không gì trên, không gì bằng, không gì hơn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát thành tựu tùy hỷ hồi hướng như thế, thì mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa thiện hiện, nếu hướng đến Đại Thừa, thì các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giả sử có khả năng đối với tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và chúng đệ tử ở vô số thế giới hiện tại trong mười phương, dùng hữu tướng làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, suốt đời cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, lại đem các thứ y phục, ẩm thực, đồ nằm thuốc men và các thứ đồ dùng sinh sống cùng các nhạc cụ tốt khác mà cung cấp. Chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và chúng đệ tử kia, sau khi nhập Niết Bàn, thâu xá lợi, dùng bảy báu xây dựng các tháp cao rộng, ngày đêm siêng năng, cung kính lễ bái, đi nhiễu bên phải, lại dùng hết các vật sở hữu như tràng hoa, hương xoa, hương giải, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, tuyệt diệu, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, lại dùng hữu tướng làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện. Tu tập thiện căn tương ưng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, vân vân, lại dùng hữu tướng làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện đối với thiện căn công đức của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, và có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập thiện căn tương ưng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, vân vân, lại dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện đối với thiện căn công đức của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nương bát nhã, ba la mật đa, phương tiện thiện xảo, tùy hỷ hồi hướng, nên hơn sự tùy hỷ hồi hướng đã phát khởi trước gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lần, gấp ước lần, gấp trăm ước lần, gấp ngàn ước lần, gấp trăm ngàn ước lần.
gấp vô số trăm ngàn ước lần, gấp bội số bội toán, bội tịnh, bội dụ, cho đến bội cực số. Cho nên nói tùy hỷ hồi hướng như thế là tối thắng, là tôn quý, là cao siêu, là vi diệu, là cao cả, là không gì trên, không gì bằng, không gì hơn. Vì vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát phát tâm hướng đến đại thừa đều nên dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu học thiện căn tương ưng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, vân vân, và nương bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo đối với thiện căn công đức của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột.